cuối cùng thì người ta gọi là cái gì? Ví dụ cụ thể cho tôi. Ví dụ dưới cùng, tận cùng của đáy son đáy nồi người ta gọi là đáy son đáy nồi. Dưới cùng tận cùng của sông người ta gọi là đáy sông. Dưới cùng tận cùng của biển người ta gọi là đáy biển. Thế bây giờ dưới cùng tận cùng của lòng người ta gọi là đáy lòng. Đấy, thấy chưa? Các bạn nghe của chàng vỗ tay được chưa? Thì nó thì như thế. Các bạn vỗ tay cái gì? Thế ở đây em hỏi các bạn nhất là các nhân ông con trai đi tán gái ông nào cũng em ơi anh yêu em từ đấy luôn. Thế hóa ra các ông con yêu con nhà người ta từ chỉ mà già hết à? Vỗ tay to lên để thấy rằng cái quan điểm của tôi mới là đúng. Định chơi thôi, không được đâu. Thôi bây giờ thế này nhá, cậu đẩy tay lên bàn, đứng dậy, xoay nửa vòng trái đất, nửa vòng, ui, dạng chân ra, dạng chân ra, dạng nữa ra, không phải dạng vừa đâu, không phải dạng. Người ta mới khám được đi. Khép bớt cái chân vào. Dạng rộng ra xong lại khép hơn vào. Rồi lông chân mọc không đều nữa nhá. Ôi duyên thế chứ đi. Rồi bây giờ nghe tôi hỏi đây. Dạ. Tiền sử gia đình có ai bị viêm gan không? Không ạ. Mà gan thì liên quan chỉ đến đau đầu bác sĩ. Em bị đau đầu bác sĩ khám đau đầu cho em. Cậu có biết gan là một cơ quan cực kỳ quan trọng. Gan là nơi chuyên lọc chất độc trong cơ thể. Mà được gan có lọc được hay không là do não bộ điều khiển. Mà não bộ bảo mày phải lọc chất độc nhưng gan không lọc, tức là trên bảo dưới không nghe. Trên bảo dưới không nghe tức là đúng rồi đấy. Thôi bây giờ tình hình như này nhá. Với những cái kết quả từ phim chụp cộng với cái sự chẩn đoán của tôi dựa vào hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề. Đừng làm em căng thẳng. Cứ bình tĩnh. Tôi đã từng đi cộng tác với rất nhiều tổ chức uy tín trên thế giới. Căng thẳng lắm bác sĩ ạ. Cứ bình tĩnh. Tôi có thể chẩn đoán về bệnh của cậu như sau. Cậu bị một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Tôi chết rồi. Bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Chết ở nơi của các bạn. Y học gọi là tứ chứng nan y. Bệnh này dân gian gọi là bệnh. Bệnh gì bác sĩ? Bệnh. Bệnh gì bác sĩ nói đi. Bệnh. Bác cứ nói đi. Đau đầu. Nhưng mà cậu bị đau đầu đấy. Ơ thế buồn cười nhỉ. Thế em bị đau đầu. Em đến đây em khám đau đầu. Bác sĩ cho đi khám một hồi. Xong bác sĩ kết luận là em đau đầu là em bị đau đầu. Nó bị đau đầu đấy, nhưng mà nó như thế nào đấy? Thầy là như thế này, thầy sao như thế này? Em là người, em là người. Cái gì mà cả cái đầu ăn sò như thế? Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu? Các chị làm gì ở bàn làm việc của tôi thế này? Làm gì? Có biết là tôi tìm từ nãy đến giờ không? Tìm gì? Để giờ là mua ăn cái thuốc hả?